bây giờ yêu đời thấy lờ, tự dưng mama dắt đi nhà trẻ, thế là chấm hết luôn. Cứ nghe đi học là giận là buồn, mẹ ơi con thích trong chơi chỉ học ai muốn. Và đó là khi từ năm lên ba, mấy bạn kế bên thì to gấp 4 gấp 5 người ta, xung quanh ai cũng hoa hoa như trăm người la. Mẹ thì rời xa, ngày đầu đi học cháu còn bỡ ngỡ cháu lỡ làm sai cô tha. Chỉ mong đến chiều mẹ đón lẹ lẹ dạ thưa cháu bay cô nha. Ở đây có trường mầm non nè, nâng đỡ bước chân non trẻ. Diệu viên nằm trên cổ ngôi trường kiên cổ qua bao nhiêu ngày hè. Ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên đi học là lần đầu tiên xa mẹ, nên trong lòng nức nở hoảng hốt. Ở đây có trường mầm non nè, nâng đỡ bước chân non trẻ. Diệu viên nằm trên cổ ngôi trường kiên cổ qua bao nhiêu ngày hè. Ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên đi học là lần đầu tiên xa mẹ, nên trong lòng nức nở hoảng hốt. Chặt cho cô giáo bài học đầu tiên, cô dạy đến trường gặp cô là phải cho cô giáo như là mẹ hiền. Ân cần dỗ dạy làm sai kệ bay là cô giáo, là người thứ hai cho em tất cả chỉ sau gia đình là cô giáo. Vì từ cách ăn cách mặc cách ngủ thì không ai khác là cô giáo, chính là cô giáo. Dạ cô yên tâm, độ quen của cháu như ghế vì không phải bàn. Cô ơi cô dạy cháu thêm nước sống bài bản, học cách không căn bản, đầu ngẩng cao không nạn đất nước lại có. Ở đây có trường mầm non nè, nâng đỡ bước chân non trẻ. Diệu dàng nằm trên cổ ngôi trường kiên cổ qua bao nhiêu ngày hè. Ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên đi học là lần đầu tiên xa mẹ, nên trong lòng nức nở và khóc. Ở đây có trường mầm non nè, nâng đỡ bước chân non trẻ. Diệu dàng nằm trên cổ ngôi trường kiên cổ qua bao nhiêu ngày hè. Ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên đi học là lần đầu tiên xa mẹ, nên trong lòng nức nở và khóc.